còn có một chiếc váy màu xanh thật là đẹp luôn. Đẹp thật đấy, ở trên này còn có cả rèm lấp lánh nữa. Ước gì mình cũng có được một bộ váy như này. Em nữ hoàng bao giờ Elsa này. À đúng rồi, mẹ ơi mẹ ơi. Ơi, Thanh Băng gọi gì mẹ thế? Mẹ ơi, con bảo này, ước gì con cũng có được một bộ váy như em nữ hoàng băng giá Elsa này thì hay biết mấy mẹ nhỉ? À, con thích váy giống như nữ hoàng băng giá Elsa hả? Vâng. À, vậy thì để mẹ sẽ nghĩ nhá. Bây giờ mẹ sẽ có thử thách cho con. Thử thách gì vậy mẹ? À, nếu như con thực hiện được thử thách của mẹ thì mẹ sẽ mua tặng con một bộ váy giống như bộ váy của nữ hoàng băng giá Elsa. Yeah! Thử thách gì vậy mẹ? Đó chính là thử thách truy tìm những chú cá bị lạc. Ôi hay quá. Cách chơi như sau. Cho mẹ cho con trong vòng 10 phút sẽ phải đi xung quanh sân nhà mình để câu bằng được 20 con cá bị lạc đàn. Trong vòng 10 phút mà con truy tìm được 20 chú cá bị lạc thì mẹ sẽ có tặng con một bộ váy. Mẹ sẽ đưa con ra chợ này và cho con tìm bộ váy mà con yêu thích giống như bộ váy của nữ hoàng băng giá Elsa này. Giống một chút thôi cũng được ạ mẹ. Ừ, được không? Con để cho em này ngồi ở đâu nhỉ? Ngồi vào giỏ xe nhé. À, con cứ để em ấy ngồi ở hiên cũng được. Đấy, được rồi, để bây giờ con sẽ đi tìm nhé. À, bao giờ con tìm đủ thì con sẽ gọi mẹ nhá. Mẹ ơi, con đủ 20 chú
giỏi quá. Vừa đủ thời gian, chị Thanh Văn đã câu được 20 chú cá rồi. Vừa đủ thời gian luôn. Và Thanh Văn giỏi quá, Thanh Văn đã câu đủ được 20 con cá rồi. Vậy bây giờ mình sẽ mua tặng Thanh Văn một bộ váy Elsa nhá. Thế bây giờ hai mẹ con mình sẽ đi ra chợ để mua nhá. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ đi xem gì bây giờ nhỉ? Con đi xe đạp hai bánh được không? Được rồi, ok luôn. Bây giờ Thanh Văn sẽ đi xe đạp hai bánh nhá. Con còn để gọn là con cho cả công chúa Elsa đi hả? Rồi, đi thôi. Con để gọn là cá vào nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi thôi. À, trước khi đi con phải lấy mũ khẩu trang vào chứ. Quay nào, Thanh Văn sẵn sàng đi chưa nhỉ? Rồi, bây giờ hai mẹ con mình sẽ bắt đầu đi ra chợ nha. Let's go đi thôi. The dog takes the cat. Hi ho the Dario. The dog takes the cat. The cat takes the mouse. The cat takes the mouse. Hi ho the Dario. The cat takes the mouse. The mouse takes the cheese. The mouse takes the cheese. Hi ho the Dario. Các bạn ơi, đến nơi rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm chiếc váy mà mình yêu thích nha. Rồi, wow, Thanh Văn ơi, ở ngoài này có cái váy đẹp không này? Còn đi kèm cho mình. Con đội ngược rồi. Các bạn ơi, ở đây có cái mũ rất là đẹp luôn nhá. Cái mũ màu trắng này, xong người ta lại còn có viền vải ở xung quanh nữa. Và viền vải này đi kèm với giống với vải của cái váy bên dưới này. Xong thật là đẹp luôn. Đẹp quá. Nhưng đây lại rất tiếc là không phải váy của công chúa Elsa mà Thanh Văn đang tìm đúng vậy. Vậy chúng ta sẽ đi vào trong để tìm xem có không nha. Cô này là áo của con trai thôi. Đây tìm nó con trai thôi ha. Wow. Váy đẹp quá. Đâu ở Thanh Văn? Đây. À, một chiếc váy giống hồng ngoài. Đúng rồi, nào con cầm chiếc váy. Wow, chiếc váy này rất là đẹp. Hôm nọ Thanh Văn đã được Ngọc Ruby mua tặng một chiếc váy rất là xinh rồi đúng vậy? Hôm nay. Đúng rồi, hôm nay lại được mẹ đưa đi để mua váy Elsa đấy các bạn ạ. Rồi, chúng ta tiếp tục tìm. Wow. Váy dây đấy các bạn ạ. Nhưng những kiểu váy này mẹ nhìn nó hơi nhỏ so với con đúng không nhỉ? Váy đấy thì hơi rộng đúng không? Ừ, hơi rộng đúng không? Một bạn rất là xinh đúng không? Nhưng mà lại hơi nhỏ, không vừa thanh mai. Đấy rất là nhiều váy xinh nhưng mà lại hơi nhỏ. Thanh mai là váy rồi, không phải là váy của áo dài sao? Các bạn ơi, cái mặt lạc vào yếu lưới của nó của em bé thì nhìn thấy chất nào cũng thấy đẹp đúng không nhỉ? Chất nào cũng thấy sexy của em bé hay thôi. Đúng rồi. À, một chiếc váy này thì là cũng rất là xinh xắn đúng không nhỉ? Váy đen, áo bé nam. Đây là đen đấy. À, mình đừng có bỏ. Xinh quá. Các bạn nhìn quần áo luôn các bạn nhé. Đấy, còn ở phía trên này cũng thế này. Hôm nay là phía trên rất là nhiều váy, còn ở phía trên thấy rất đẹp như bộ váy màu xanh, hoàng hoa yêu sang, xinh đẹp. Chị nhìn thấy. Wow, màu xanh này, màu dưới này màu xanh đúng nhỉ? Con có muốn thử chiếc váy này không? Hôm nay tìm cả một cứ từ đầu đến bây giờ mới thấy chiếc váy màu mà Thanh Văn yêu thích đấy các bạn ạ. Đấy, bây giờ Thanh Văn sẽ thử váy này nha. Các bạn ơi, các bạn nhìn Thanh Văn mặc bộ váy này vừa chưa này. Con cầm váy con xoay một vòng cho bạn xem nào. Đẹp quá các bạn ơi, rất là đẹp và hợp với Thanh Văn đấy. Một màu xanh lá cây rất là đẹp luôn. Màu xanh nước biển lại còn có ống ánh rất là xinh đúng nhỉ, rất là giống nữ hoàng băng giá Elsa luôn. Không giống lắm. Thế là giống rồi đúng không nhỉ? Rất là đẹp luôn. Thế con có ưng cái váy này không? Có cái dải ở đằng sau này thì sẽ giống hơn. Thế hả? Ừ, đẹp quá, đẹp quá. Thế băng có mua váy này không? Con có chứ. Tất nhiên rồi. Bởi vì con đang tìm chiếc váy này mà. Rồi, thế bây giờ Thanh Văn ở nhà con đã nghĩ trong đầu ra chiếc váy này rồi, rất thích nó. Ừ,
rồi, tiến nhận mua cho con nhá. Thế bây giờ mặc về hay là thay ra để đi thanh toán gì? Được rồi, ok, bây giờ lại thay nha. À, vậy là Thanh Măng đã thay xong quần áo và Thanh Măng quyết định lấy chiếc váy này các bạn ạ. Vậy bây giờ Thanh Măng sẽ cùng ra trả tiền cô nhá. Ở Thanh Văn 200.000 ạ. À được rồi, vậy thì mẹ mua cho Thanh Văn rồi, Thanh Văn sẽ cố gắng ngoan ngoãn học giỏi nhá. Vâng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi về thôi. Con được kết quả học sinh tốt đấy. Học sinh giỏi đúng không nhỉ? Thôi bây giờ chúng ta sẽ về thôi. Không phải học sinh giỏi mà là học sinh xuất sắc mới đúng. Ta về thôi. Đấy các bạn ơi, vậy là video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bé thấy bộ váy của Thanh Măng đẹp thì hãy cho Thanh Măng một like nha. Đăng ký thành viên và chia sẻ video của Thanh Măng cho mọi người cùng xem nhé. Và các bé hãy cố gắng học thật giỏi, bố mẹ sẽ mua nhiều cho chúng ta váy đẹp và đồ chơi đẹp nha. Chị xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau.